Chỗ này là điểm trường thôn Già Vài nhé bạn. Cái điểm này là trên Google Maps có rồi nhé. Đây, điểm trường đây. Đó, điểm trường này. À, quang cảnh khu xung quanh này. Rất là tuyệt đẹp. Lúa này thì hôm nay là ngày mùng hôm nay ngày mùng 10 tháng à mùng 9, mùng 9 thì lúa này chắc phải tầm 20 ngày nữa mới thu hoạch. Còn ở chỗ dưới này chắc là sắp thu hoạch rồi này. Còn ở chỗ này cũng vàng vàng xanh xanh, chỗ này hẳn là lúa vẫn còn chắc phải 20 ngày nữa. Lúa vẫn còn rất là nhiều. Chưa có thu hoạch. Đó. Rất là tuyệt. Đó, điểm trường. Đấy, cổng mầm non, đây là trường mầm non nhé. Đây là toàn cảnh khu vực xung quanh này. Đó.